Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình có gặp một con TV Samsung nhé. Samsung nhé bạn nhé. Đấy, nó đang bị hiện tượng là không liên gì, có đèn báo. Thì đây là model nó nhé. Con này của mình nó là 50G5200 AK. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình test cho bạn xem này. Mình định là đây bạn nhỉ, vẫn còn nguyên bụi này, mình chưa mở ra này. Mình định là làm luôn nhưng mà lại nhớ đến là hôm nay cần quay một cái clip để up lên cho các bạn. Theo thông lệ là thường thường là cứ mỗi ngày một clip. Dạo này mình bận quá, mình không có thời gian làm clip các bạn. Đấy, đây mình sẽ cậy hết ra. Cậy bỏ cho đầu phương nhé. Đấy, đầu phương. Nào, để mà sửa con này thì bây giờ này các bạn này. Đây mình sẽ cắm lại nguyên vẹn cho các bạn, để các bạn xem nó biểu hiện nó ra làm sao nhé. Đây mình sẽ cắm vào điện này, ổ điện này. Đây các bạn thấy không, mình đã cắm ổ điện này, có đèn báo các bạn thấy không, nhưng màn không sáng nhé. Các bạn nhìn thấy các đèn này không thấy nó sáng này. Đấy, các bạn thấy không, không lên cái gì cả, có đèn báo. Mình bấm này, bấm đây là tắt này, bật mở nguồn này. Đấy, vẫn tắt mở bình thường được nhưng mà đèn không thấy có đèn báo nha. Thì đối với trường hợp này bây giờ mình sẽ khoanh vùng xem là hỏng ở trên bo này hay bo này nha, bằng cách này bạn rút điện ra, rút điện ra, các bạn rút luôn cái jack này ra này. Cái bài trước mình đã nói rồi đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành là mình cắm điện này. Nếu mà trường hợp mà đèn này sáng đúng không thì nó hỏng ở trên bo này đúng không? Nếu mà đèn nền mà không sáng thì chứng tỏ là hỏng bo này hoặc là hỏng đèn nền đúng không? Mình cắm điện này. Bạn thấy không? Không nhìn thấy cái đèn nó sáng này. Không thấy đèn sáng. Đấy, giờ mình lật lại này. Đèn này không sáng đúng không? Bây giờ mình đã bắt đầu khoanh vùng tiếp này, rút điện ra. Lúc này mình sẽ sử dụng một cái máy gọi là máy test led để mình kiểm tra xem bo này hỏng hay là đèn nền hỏng nhé. Thì bây giờ mình bắt đầu mình sử dụng cái máy test led đây. Đây để mình thử cho các bạn xem nhé. Đây là cái máy test led mình này. Thực ra là sửa TV này nếu mà có dụng cụ hỗ trợ nó dễ hơn rất nhiều so với TV CRT ngày xưa các bạn. CRT ngày xưa không có hỗ trợ này đâu. Thì đây là cái jack led của mình này. Các bạn nhìn này, nó có ký hiệu này, chân ngoài cùng này này, đây chính là chân B cộng này, B trừ này, 1 cộng 1 trừ này, 2 cộng 2 trừ này, 3 cộng 3 trừ, 4 cộng 4 trừ. Thì tức là cái jack cộng này, này chính là cái jack dương nhá, jack trừ này jack âm. Để tiếp tục vậy thì cái này chia ra là một thanh led, 2 thanh led, 3 thanh led, 4 thanh led như các bạn nhé. Trong này là sẽ có 4 thanh led và lên các cái đầu dây trên này, 4 cặp dây trên này. Đấy, bây giờ mình sẽ đo nhé, đo. Đấy, thì cái jack ngoài cùng bên này chính là jack cộng đúng không? Bây giờ mình sẽ rút ra này. Đấy, tức là jack ngoài, jack cộng, jack trong, jack trừ luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ bật cái máy test led lên nha. Máy test led này thì cũng có một bài mình nói về nó rồi đúng không? Vài bài mình nói về nó rồi. Bật lên này. Và bây giờ mình sẽ đo nha. Khi mình đo vào mình thấy các cái đèn dưới này này các bạn này, nó hơi sáng lên, mình tắt flash đi nha. Các bạn nhìn nha, nó hơi sáng lên thì chứng tỏ là đèn led đang hoạt động đúng không? Và có số volt. Thì theo cái tự thì jack ngoài cùng này sẽ là jack dương đúng không? Không lên gì này các bạn thấy không? Tiếp tục mình sang cái cặp thứ hai. Các bạn thấy không? Khi mình ký vào đây thì lúc này áp lên được 33V. Và cái đèn dưới này các bạn để này, đây. Các bạn để cái đèn ở bên dưới này nhá. Nó sẽ sáng lên này. Bây giờ mình sẽ đo này. Cắm vào này. Jack thứ hai, cặp thứ hai này. Các bạn thấy không? Đèn sáng không? Vậy chứng tỏ là cặp này đang sống này. Tiếp theo mình đo cặp bên này. Đấy, tiếp tục mình đo cặp bên này nha. Cặp bên này mình đo nó cũng được 33V. 33V nhưng mà cái thanh bên này nằm bên trong nên là mình không nhìn thấy nó sáng các bạn. Nhưng mà mình lại nhìn thấy nó bằng có số volt này các bạn nhìn. Nó vẫn có 33V này. Mình xác định là cặp bên này đang tốt này. Nha.
Tiếp tục mình sẽ đo cặp bên ngoài cùng này. Cặp ngoài cùng này mình đo cũng được 33V này. Các bạn thấy không? Vậy là mình xác định này, con này của mình này nó bị chết mất một cái cặp ngoài cùng này, cặp led ngoài cùng này. Đấy, đo được có 1 mấy V rồi. Đứt này. Đấy, bây giờ mình tiến hành mình tháo toàn bộ cái này ra để mình kiểm tra nhá, xem là nó hỏng cái gì nhá. Nào. Giờ sẽ tiến hành mình tháo hết toàn bộ các cái này ra nhé các bạn nhé. Lần lượt từng bước một mình làm. Nên nha các bạn nhé, sau khi mà mình đã lột được cái mặt trên ra rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình ghim các cái cố định này vào nhé, để tránh trường hợp mà nó bị bập bênh trong quá trình mình bê cái màn hình ra, nó gây ra rách cái cáp này nhé. Đây các bạn. Đấy, và mình sẽ lật lần lượt hai cáp lên nhé. Và đồng thời này, mình sử dụng băng dính trắng để mình ghim cố định này lên. Các bạn ghim lên ở một cái mức vừa phải, đừng có gập quá để tránh trường hợp đứt luôn cái cáp này nhé. Đấy, nhiều khi lại lợn hay lành thành lợn què rất là mệt luôn. Đây, mình sẽ sử dụng băng dính trắng nha các bạn nhé. Đấy các bạn thấy không? Mình sẽ gập lên như thế này. Và hai bên mình sẽ lật chống hết nhau nhé. Mình làm chống hết nhau. Đấy nha các bạn nhé. Sau khi mình đã làm được hai vế rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ tiến hành nhấc cái màn lên. Để nhấc cái màn này lên rất quan trọng nha các bạn nhé. Này, trước tiên các bạn phải để được cái này ở đúng một cái mặt phẳng thật tốt này. Và các bạn chuẩn bị cho mình một cái chỗ để mình đặt đèn nha. Thì để nhấc này lên, các bạn tiến hành này. Để nhấc, lấy hai tay đặt đều hai vế bên này. Và nhấc dựng đứng lên nhé. Nhấc dựng đứng lên và nhấc lên nhé. Đây mình sẽ để khoảng cách xa này các bạn nhìn cho dễ này. Đấy các bạn thấy không? Đấy, và mình đã đặt ra bên cạnh. Bây giờ bắt đầu mình tay phải vệ sinh thật sạch nha, cho các bạn tháo này ra nha. Các bạn tháo từng lớp một, tháo đến lớp nào các bạn. Nhấc ra một cùng lúc 3 lớp một để tránh trường hợp mà nó bị nhầm nha. Đây các bạn nha.
Sau khi mình nhấc ra thì bên trong sẽ như này các bạn thấy không? Bên trong này sẽ có 4 thanh. Mỗi thanh nó sẽ có 2 rắc. Bây giờ mình sẽ thử từng thanh một xem là lỗi ở thanh nào nha các bạn nhé. Rút ra. Rút các cái này ra này. Cầm các bạn chỉ vặn như này là nhấc ra được này. Đấy, đây là trong này sẽ có 4 thanh. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình xem thử xem họng thế nào nhé. Thì để đo ấy, thì các bạn cũng bật máy test led lên, bắt đo vào các cái thanh này. Đây là các thanh nét bên trong. Thì các bạn đo, các bạn phải rút này ra nhé. Tránh trường hợp là chất nó đánh xông lên trên vỉ đấy. Này rắc, bạn phải rút các cái rắc này ra đây. Rút trước khi đo nhé. Đấy, các bạn muốn đo thanh nào thế, các bạn phải rút hết ra. Còn nếu mà các bạn không rút thì nó sẽ đánh lên vỉ rất nguy hiểm. Đấy, tương tự như vậy. Nhưng mà nếu mà cái bọn này mắc nối tiếp thì các bạn chỉ cần rút một thanh thôi là các bạn cũng có thể đo các thanh rồi, đúng không? Đây mình cứ rút đều. Bây giờ mình sẽ đo này. Dương này và cọc màu, có màu đỏ này. Bạn thấy không? Tất cả các đèn đều lên. Đây. Bạn thấy không? Lên hết chưa? Tiếp theo này mình sẽ đo lần lượt đến từng thanh một. Lên hết chưa? Đều được 33V. Tiếp tục mình đo đến thanh tiếp theo. Thanh này không lên thì các bạn thấy không? Đo được có 2V thôi này, 1,9 đến 2V này. Tiếp theo mình đo thanh ngoài này. Lên hết chưa? Đấy. Vậy là cái này của mình là có một thanh hỏng. Và thanh hỏng của mình chính là thanh giữa này. Đấy. Đo được có 2V thôi này. Các thanh này mình đo đều được đạt được cái điện áp này, 33,2V. Tiếp tục thanh bên này, 33,2V. Cân nhau chưa? Thanh ngoài cùng này, 33,1V. Đấy, bây giờ duy nhất thanh này hỏng luôn. Bây giờ mình sẽ tháo ra để mình kiểm tra xem mấy thanh này nó hỏng cái gì nhá. Xem nó hỏng cái bóng nào. Thường thường nó chỉ hỏng một bóng thôi các bạn. Còn nếu mà các bạn nào mà muốn bền thì các bạn nên thay hết toàn bộ nhá, không nên thay một bóng. Bởi một bóng thì thay sớm muộn thì nó cũng bị lại thôi. Và độ bền nó không được cao. Mất công, vẫn mất công tháo ra. Thì bây giờ mình lại tiếp tục này. Đối với trường hợp này, bây giờ mình thanh này mình xác định nó hỏng rồi này. Đó, không thấy lên gì này. Đúng không? Thì bây giờ mình lại xác định này, xem nó hỏng ở thanh này lại chia làm hai các bạn, hai nửa thì mình hỏng xem hỏng vế này hay là hỏng vế này nhé. Bằng cách này vế này mình cũng có hai chấu này. Không lên gì, bây giờ mình sẽ đo nha, mình đo từng thanh từng bóng một nhá. Trước tiên là bóng bên này. Không lên à. Đây. Một bóng hoạt động này, bóng này được 2,9V này. Chưa? Tiếp tục mình đo này. Đến bóng bên này. Bóng này được 3V này, bóng này ăn dòng một tí này. 2,9. Tiếp tục bóng bên này. Cũng lên này, được 2,9V này. Đấy, mình cứ đo lượt như vậy để xem bóng nào chết nhá. Này, các cái chấu đồng nó này. Đấy, bóng này cũng được 2,9V này. Tiếp tục đến cái bóng bên này. Đây này các bạn này. Bóng bên này mình đang thấy không lên gì này. Đấy, không lên gì này. Chứng tỏ bóng bên này đang bị lỗi này. Mình tiếp tục mình đo qua bóng bên này nhá. Bóng bên này cũng không lên gì các bạn. Bóng bên này sao? Không thấy lên gì. Mình sẽ đảo chiều lại xem nào.
cũng thế, không lên gì. Vậy là nguyên một cái hàng bên này mình khả năng là nó chết rất là cao, chết hết, không lên gì này, cũng không lên gì này, không lên gì. Như vậy là mình đã khẳng định này, hàng bóng ở vế bên này đang bị chết này các bạn này, đang bị chết nhá. Đấy, hàng vế bên này thì gần như là tốt. Bạn nhìn đây. Đấy, bây giờ mình sẽ đo thử bên thanh bên này nhá. Đây nha các bạn nhá. Sau khi mình tháo ra mình đo này thì tất cả các thanh này đều chết các bạn. Tất cả đều chết luôn. Này. Mình đo, cái trường hợp này là cũng tương đối hiếm xảy ra các bạn. Này này. Mình đo tất cả các thanh này đều chết. Có thanh thì chết đứt, có thanh thì chết chập các bạn nhé. Các bạn thanh này chết đứt này, có bóng đây là chết đứt này. Bóng này thì lại chết chập này các bạn thấy không? Đấy. Và bây giờ mình tiến hành mình thay bằng một cái bộ mới nhá. Mới thay một loạt 4 cái luôn. Thì đối với cái thanh nét này ấy, thì của dòng 49 và 50G đều là thay cho nhau được nha các bạn nhé. 49, 50G đều vẫn là một nhé. Thay nhau bình thường bởi vì hai con nó sát sàn sàn nhau ấy. Nào, bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay nhé. Bóc ra này. Mình thấy nó có hai loại led ấy. Một loại mà led bằng thanh gỗ thì mình thấy nó kém hơn các bạn nhé. Led mà bằng cái thanh ấy thì bền hơn này, bằng thanh nhôm bền hơn này. Nhôm bền hơn rất nhiều này. Bên này các cái thanh này nếu mà ngày mai mà các bạn để đây, ngày mai ví dụ gặp con nào nó chết một thanh thì các bạn thể là thay thế được nha. Đấy. Bây giờ mình thay cái thanh tương đương vào này. Rồi bây giờ mình sẽ tạm dừng video, mình làm hết các cái công đoạn này nhá cho nó nhanh nhá. Bởi một mình quay, học viên mới bên mình thì vừa học xong rồi, học viên mới nhất thì vừa học xong. Bây giờ một mình làm này nha, nó hơi vất. Rồi vậy là mình đã lắp xong một thanh này các bạn thấy không? Và sau khi mình thay xong, chưa? Đây led hỏng đây. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào để test xem là nó có chạy không, để tránh đề phòng cái trường hợp mà nó có, trong quá trình mình lắp vào nó có xảy ra một cái lỗi gì đấy đúng không? Sau lại tháo ra, tháo vào màn hình rất là mất tiền. Đấy. Bạn thấy không? Sau khi mình thay xong thì nó xem như thế này. Nó đã ok rồi đúng không? Đấy. Được rồi. Như vậy thì bây giờ mình tiến hành mình lắp vào nhé. Lắp đầy đủ vào để xem là nó hoạt động bình thường hay không nhé. Để lắp cái này thì cứ cái nào mà các bạn tháo ra sau cùng thì các bạn lắp vào trước nhé. Cái nào tháo ra trước thì các bạn lắp vào sau. Các bạn cứ đặt theo vị trí, nếu bạn nào mà chưa làm quen thì các bạn có thể là đặt lần lượt. Những anh em thợ mới về hay đặt lần lượt, ví dụ cái nào tháo trước các bạn để một góc. Đấy. Tháo cái nào tháo sau các bạn để một góc. Để các bạn biết được là con này là tháo trước, con này tháo sau để các bạn lắp vào cho nó không bị nhầm nhé. Bởi vì đôi khi cái này nó nhầm thì cũng đôi khi tháo vào rất là mất việc. Bởi vì đây có rất nhiều chi tiết các bạn, nó không phải một chi tiết, hai chi tiết mà mình có thể là tháo ra nó đơn giản như là cái tivi ngày xưa hay là cái đấy. Cái đài đó. Đấy. Thì mình sẽ lắp lần lượt từng cái bộ phận vào nhé. Bắt đầu tiếp theo các cái thanh này. Đấy, sau khi các bạn lắp hết cái khung này vào rồi thì các bạn tiến hành nhấc màn hình lắp vào nhé. Để mình nhấc màn hình lắp vào.
Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo hết cái này mình lắp vào để mình thử máy nhé. Đấy, và bây giờ mình sẽ tiến hành này, mình cắm vào thử nhé, mình bật thử để xem là màn hình nó có lên hay không, xem trong quá trình nó chết đèn led nó còn chết gì không, bởi vì nhiều khi là các bạn nhìn người ta để lâu, TV con này đã để lâu rồi nha. Đấy, bây giờ mình sẽ cắm điện thử nhé, để xem là nó còn chết gì không. Rồi. Đấy các bạn thấy không? Nó lên chữ Smart TV bên này này. Và bên này nó không lên gì này. Đấy, nó sáng màn rồi các bạn. Sáng màn rồi. Như thế này, một ấy là con này đang bị lỏng cái cáp màn này. Và hai ấy là nó đang bị chết màn này. Đấy các bạn nhìn này. Do quá trình là họ để lâu ấy, nó tự chết ấy. Nha. Thì như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn sửa xong một con TV. Nó bị hiện tượng là màn hình nó không lên gì đúng không? Đây bây giờ thì màn hình nó lên rồi này. Nó có hiển nó lên nhưng đang không có hiển thị, thì mình sẽ đi sửa cái phần hiển thị nha bạn nhé. Rồi, chúc các bạn làm thành công nhé.